Xin chào bà cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Cathy Gerardo Cuộc Sống ở Pháp. Sẽ chia sẻ với cô chú anh chị một cái ngày làm việc mà khi mà dung đông khách như thế nào nhé. Thì hôm nay có một cái chị bạn đến phụ giúp cho mình. Thì đây là một cái danh sách mà Dung sẽ làm trưa hôm nay để mang cho khách mang về. Còn ở ngoài sảnh thì Dung đã đầy khách rồi. Nhận cái này là một cái tiệc sinh nhật. Đó là tổng cộng là hơn khoảng 45 người. Thì nói cái này không là 12 người rồi đó cô chú anh chị ơi. Mình tên là Karin à. Thì bây giờ mời cô chú anh chị cùng theo dõi một ngày làm việc của Dung và bạn mình nhé. Đây là một cái danh sách 12 người thì có 12 cái món khai vị và 12 món ăn chính. Còn đồ uống và tráng miệng thì ông xã Dung có một cái list riêng rồi ông xã Dung sẽ làm cái phần đó. Thì đây là Dung đang ướp tôm nướng, Dung sẽ bỏ vô trong tủ lạnh rồi khi nào làm thì Dung lấy ra Dung làm thôi. Thì khách của mình hôm nay hơi cầu kỳ một chút cô chú anh chị ơi. Tại vì 12 cái món khai vị và 12 món ăn này phải còn nóng và khách sẽ lấy trước 12 giờ và họ không muốn hâm lại. Thì tiệc bắt đầu vào 12 giờ thì họ sẽ gửi người từ gia đình tới để mà lấy thức ăn về thôi rồi mở ra ăn luôn. Cho nên đồ ăn Dung không có được chuẩn bị trước mà Dung phải làm vào phút chót hết từ 11 giờ cho tới 12 giờ. Khi cô ấy đến lấy đồ ăn là Dung phải hoàn thành nguyên cái thực đơn này. Nên là cái độ khó là cái ở chỗ đó đó cô chú. Là đồ ăn phải còn nóng cho khách. Dung có 3 cái tô là nha cô chú anh chị. Một cái tô là Dung để nước để Dung thêm vào đồ ăn. Thứ hai là một cái tô đó là Dung bỏ muỗng nào mà Dung đã xài qua rồi để nếm đồ ăn đó cô chú anh chị. Và một cái tô, một cái chậu để muỗng sạch khi mà mình cần nếm đồ ăn hoặc là mình cần múc đồ ăn á, thì là mình xài những cái muỗng sạch nha. Còn cái muỗng nào mà Dung nếm rồi thì Dung sẽ bỏ ra để mình rửa lại chứ không có xài lại đồ ăn nha cô chú anh chị. Đây là Dung đang chuẩn bị 4 phần cơm cơm chiên cho khách của mình. Thì khách mình yêu cầu sao mình làm vậy à cô chú anh chị ơi. Chứ ở đây mình không có chiên theo cái kiểu của mình được. Thì lúc đầu là công thức của Dung xong rồi á, ví dụ khách ăn là muốn thêm tôm hay là khách ăn muốn thịt xúc xích nhiều hay là muốn ăn đậu nhiều, cái này cái kia là họ yêu cầu mình. Thì đồ ăn của Dung để trong cái hộp aluminium này cô chú là nó giữ nóng rất là hay luôn. Thì Dung có thử rất là nhiều loại hộp thì mình thấy cái hộp này là nó chịu nhiệt được nè, nó để đồ ăn được lâu thì mình khỏi khách mình thì họ nói về nhà thì khỏi phải hâm lại. Thì đây Dung đang chuẩn bị một phần cá kho. Cô chú anh chị thấy là làm mang về rất là cực luôn, vì khai vị và các món ăn chính phải làm cùng một lúc mà họ muốn nóng nữa thì rất là khó luôn. Lâu Dung làm rất là liên tục luôn. Và cô chú anh chị nhắc nhở Dung là nên mang găng tay. Thì thật ra là Dung rất là ít xài găng tay cô chú anh chị ơi. Trừ khi nào mà mình trộn gỏi hoặc là mình làm các món nào mà tiếp xúc trực tiếp với các món đồ ăn mà đã chín rồi á. Tại vì Dung có, khi đây là cái khu vực nhà bếp của Dung, mình mỗi một lần Dung ra khỏi đây thì Dung sẽ rửa tay, có một cái bồn rửa tay ngay bên mé tường luôn cô chú anh chị. Thì Dung sẽ rửa tay và bằng một xà bông đặc biệt rồi Dung vào Dung làm. Mỗi lần bước ra đây là Dung sẽ rửa tay. Dung có 2 cái thớt cô chú anh chị. Một cái thớt này á, là để xài cắt thịt ở một góc thôi, còn một nửa bé bên nữa là cũng có thể cắt rau, nhưng mà các loại rau mà ăn để xào á, thì có thể cắt mấy bên này, còn các loại rau mà để ăn sống giống như là để làm salad á, thì Dung có một cái thớt riêng nha cô chú anh chị. Dao cũng xài riêng chứ không có xài chung. Kéo cũng một cái, một chỗ là một cái chỗ nào xài cho khu thịt là xài riêng chứ không có chung.
Thì đây là Dung đang chuẩn bị một phần tôm nướng cho khách. Thì cô chú anh chị hãy để ý là khi mà Dung cuốn gỏi cuốn là Dung không có xài găng được cô chú anh chị ơi. Cứ nhất là nó trơn á, mình cuốn không có chặt tay. Và nói chung là Dung thử rất là nhiều lần rồi, thì mỗi lần mà cuốn gỏi cuốn thì Dung sẽ rửa tay và lau sạch sẽ, rồi Dung sẽ cuốn gỏi cuốn. Thì cái tay của mình nó tiếp xúc với lại cái bánh tráng á, nó Dung sẽ cuốn chặt hơn. Thì ai có nói gì nói thì chịu thôi, nhưng mà tại vì nhà hàng của Dung vừa mới kiểm tra hygiene xong thì mình không có bị gì hết đó cô chú anh chị ạ. Tại vì Dung cho một cái chị người Thái Lan đó nghỉ việc rồi, thì họ đến họ kiểm tra xem là cái chỗ làm nó có phù hợp với tiêu chuẩn hay không, rồi cái chỗ làm nó cái kiểu như có hại cho sức khỏe hay không này kia đó cô chú anh chị đó. Nói chung là kiểm tra toàn bộ rồi thì ok hết. Thì và khi Dung cắt thịt bò thì tuyệt đối Dung không xài găng nha cô chú anh chị. Giờ có ai mà chửi Dung chịu thôi. Khi mà mình cắt thịt bò cái dao nó rất là bén, mà muốn thái thịt bò cho nó mỏng á thì nhiều khi mình cắt vô trong cái găng luôn á. Thì có một lần thì Dung không có để ý, thì khi mà Dung xào thịt cho khách thì nó dính một cái miếng găng tay ở chẳng, và khách hàng của mình họ không có vui về chuyện đó nha cô chú anh chị. Họ bỏ luôn đồ ăn á, kể cả một cọng tóc nhỏ thôi hoặc là một cái mẫu gì đó lạ trong đồ ăn, thì mình đều làm phật lòng khách và mất khách. Thì bàn tay làm nên tất cả mà cô chú anh chị. Tay của mình rửa sạch sẽ thì miễn là mình cái ăn thua là cái tâm của mình thôi. Mình chủ yếu là mình quan tâm tới sức khỏe của khách hàng thì coi như là làm chỗ nào cũng phải sạch sẽ hết. Thì Dung không có thích bừa bộn và dơ bẩn khắp nơi. Khi mà Dung làm qua một tăng, cái chỗ nào mà dơ là chị ấy sẽ lau chùi sạch sẽ cho Dung hết. Trong thời gian chờ đợi chả giò nó chín á, thì chị ấy cũng làm liên tục phụ mình đó cô chú anh chị. Thì cái này đang cắt rau để dự trữ lại cho buổi tối. Đây là một phần súp phở. Thì cái nước lèo của mình nó rất là nóng, mà thịt thì Dung trụng sơ thôi. Chị họ về nhà thì họ trụng lại, họ chế cái nước phở vô lại à. Thì họ ăn trực tiếp luôn. Thì thịt nó không có chín quá. Ở đây là toàn bộ cái phần đặc của mình, 12 cái món khai vị và 12 cái món ăn. Thì có những cái món khai vị nó mình để cùng một hộp được thì Dung bỏ vô trong luôn. Non, je devrais dire, parce qu'au cas où il y a du monde, parce que là-bas, j'entends pas. Je t'appelle, si tu t'inquiète pas, t'appelle. Dung mới nấu 12 người này xong rồi, cô chú anh chị đây là bây giờ mới có 12 giờ 10 thôi. Thì Dung quay qua Dung cho cái chị phụ bếp của Dung, chị dọn dẹp bớt cái nhà bếp xong rồi là mình quay qua mình làm tiếp cái buổi trưa có mang về thôi, còn bây giờ là còn ở ngoài kia nữa. Thì khách ở tại chỗ thì họ muốn ăn hai cái lẩu, cho nên là Dung đang chuẩn bị hai cái lẩu, cho nên là cũng rau thì mình chỉ cho những cái loại rau nào mà khách mình ăn được thôi. Như cô chú anh chị thì mình bỏ có bắp cải nè, rồi một ít giá, một ít nấm hoặc là bông cải rồi này kia thôi. Chứ còn nếu muốn ăn đầy đủ rau như Việt Nam thì nhiều người họ không ăn, mà cũng rất là hiếm nữa. Thì Dung bỏ trên này có bạc hà đông lạnh. Thì khách của Dung họ muốn hai cái lẩu tôm loại bự. Thì Dung xài cái tôm này nó cũng rất là to và nó rất là ngon. Thì mình cũng mua tôm đông lạnh thôi cô chú anh chị ơi, chứ không có được tôm sống và tươi như giống bên Việt Nam mình. Thì mình cho tất cả các loại hải sản vào. Thì hai cái lẩu này là hai cái giá tiền khác nhau nha cô chú anh chị, cho nên là cái số lượng tôm và cái số lượng hải sản nó cũng khác nữa. Thì sur les musulmans. Nem frites. Alors nem crevettes frites.
Et deux. Et trois coussillades de collègues frites. Ok. Je ne peux même pas bien pas. Chúng xài nồi lẩu của Kim Hằng cô chú anh chị. Cái nồi lẩu này là hồi đợt Dung về Việt Nam á, Dung mua xong rồi Dung mua một hơn một chục cái, Dung xách cho anh đây nè để bán nó lẩu. Bây giờ đa phần cái nhà hàng họ xài cái lẩu giống như ở người Trung Quốc vậy đó, có cái giống như cái bên này là lẩu cay, bên kia là lẩu khác gì đó cô chú anh chị. Dung không biết nên là có hai cái nước lẩu á. Bây giờ thì Dung thấy là đa phần là xài cái đó, nhưng mà mình thì không có bán thường cái này. Trừ khi nào mà khách muốn ăn thì các trước Dung làm thôi. Une assiette variée et sans assiette. Après nous, je suis au bœuf et au bouquet. Mettre le nez dedans, Karine. Karine, ça c'est le nez réchauffé, ça. Non. Thì cái cô bạn của mình á, có chiên chả giò dư á cô chú anh chị, xong rồi có chiên cho lại. Thì Dung nhìn cái dĩa thì Dung thấy là có hai cái cuốn chả giò nó đã chiên qua rồi. Rồi cô để trở lại dĩa thì Dung không có thích như vậy. Chả giò mà chiên qua một lần dầu rồi thì xài không hết thì Dung bỏ hết, chứ Dung không có đem chiên trở lại để phục vụ cho khách. Chú anh chị thông cảm nha, bạn của mình hơi to con á, thì Dung đưa cái áo vest cho chị á, là chị gài cái nút áo á, thì nó chật, cho nên là chị mới cởi ra cô chú anh chị ơi, chứ mà không có gài được cái nút á, nên là mình thấy nhiều khi cô chú anh chị bắt bẻ nói quần áo là phàn mắc ông lắm. Thì cô bạn của mình á, thì cuối tuần thì cổ đến phụ mình, nhưng mà chỉ có lúc nào rảnh được thôi, tại vì cổ làm ở trong siêu thị á, thì nhiều khi khách đông trong siêu thị thì đóng cửa trễ thì cổ cũng không có về kịp, cho nên là ngày nào mình hên lắm á, thì cổ mới vô cổ phụ mình. Đa phần cá chiên cho trẻ con, nhưng mà Dung đếm thiếu cá của chú anh chị ơi, là có 4 cục cá ở trên mỗi một dĩa, nhưng mà mình đếm thiếu. Chị bạn của mình chỉ phụ cho mình ra dĩa thôi, chứ ví dụ như Dung nghe ông xã Dung nói là bao nhiêu phần khai vị thì có bao nhiêu cuốn chả giò, thì Dung sẽ đếm ở trong đầu là bao nhiêu cuốn chả giò, thì Dung nói chỉ bỏ bao nhiêu cuốn chả giò vào thôi. Ví dụ như cái món khai vị đó có cái gì thì nước sốt hay là này kia, hay là trang trí dĩa thì chỉ phụ mình được, chứ mà kiểu mà chả giò hay là cái dĩa đó có cái gì thì cổ còn lộng cộng lắm, cho nên là mình cứ nghĩ ngay trong đầu, mình thuộc công thức á, thì ông nghĩ ngay trong đầu, thí dụ một phần chả giò thì có bao nhiêu cuốn thì đếm hết những cái nguyên một cái order, thì Dung nói chứ cổ bỏ vô trong máy chiên. Dung nói thiệt với cô chú anh chị luôn là khi mà đông khách rồi là có như là chạy không á, làm phải cho thật là nhanh tay, khi vừa ra món ăn là phải quay ngoại làm lại khai vị liền, coi như là Dung không có thời gian đi toilet luôn á. Deux nems au poulet, nouilles sautées au bœuf et bœuf louplac. Thì có một vị khách họ muốn đặt một bàn 4 người ăn, nhưng mà ông xã Dung nói là phải trễ hơn một chút, tại vì bây giờ họ rất là đông khách rồi. Thì cái kiểu như cũng người lớn tuổi đó cô chú anh chị, thì người ta rất là sợ cái chỗ đông người, cho nên họ đồng ý với mình là sẽ đến trễ hơn một chút. Thì Dung tới cái khúc cắt đầu bắp này thì Dung cũng muốn giải thích luôn, trong Dung như có một cái comment của một cái anh đó, thì ảnh nói với Dung là từ bé tới lớn giờ là không có thấy, không biết là thuộc cái dân mội rợ nào mà ăn đậu bắp mà lại bỏ
nguyên cái đầu vào trong cái nồi lẩu. Thì để cho Dung giải thích cho cô chú anh chị nghe là thứ nhất là đậu bắp của Dung xài á, là Dung mua đậu bắp tươi xong rồi về Dung đông lạnh lại. Tại vì cái chỗ của mình rất là xa chợ Tàu cho nên là rau sẽ không có để tươi ngon được một tuần. Khi mà cắt cái đầu đậu bắp á, thì đậu bắp nó sẽ ra cái nhớt cô chú anh chị, thì nó làm nhớt cái nồi lẩu của mình. Thì lúc đầu tiên Dung làm á, thì khách của Dung nó không chịu, họ không có chịu như vậy và họ không có ăn luôn nữa. Và họ góp ý với mình á, là cứ để nguyên như vậy đi, nếu mà lên bàn thì họ thích ăn á, thì họ sẽ tự cắt bỏ cũng được. Thì Dung cũng xin dừng cái video tại đây nha mọi cô chú anh chị và các bạn. Thì bây giờ Dung sẽ tiếp tục công việc của mình, để quay hoài, có cái máy nó đầy quá rồi cô chú anh chị ơi, cho nên là nó chứa hết nổi rồi, Dung phải cắt lại rồi Dung phải xuất video ra nữa, cho nên là nó sẽ không đủ chỗ. Cho nên là bây giờ Dung xin dừng cái video tại đây và chúc cho cô chú anh chị có một cái tuần thật là vui vẻ nha. Thì Dung cũng xin tạm biệt cô chú anh chị và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Thì Dung sẽ đặt camera, Dung quay lại cái cảnh mà ông xã Dung phục vụ khách khi đông khách ở nhà hàng như thế nào nha. Và cô chú anh chị thấy thích video thì nhớ ủng hộ gia đình Dung, cho Dung xin một nút đăng ký, một nút like nha cô chú anh chị ơi.